sao bé? Phút B. Barbie, Barbie. 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 Bar. No. Barbie, Barbie. Berberi. Barbie. Oh, I don't care. I don't. Barbie đúng không? Barbie. Một chút. Barbie. Game. Game. Gacha lại. Gacha club. Mỗi một chút. Tại sao lại bé thế này? Ý cái cân mặt ta nè. Mặt ta mồm. Người yêu cái gì? Này, 34 hay là 39.000? Ở đây à? Mua. Self, 13.000. Mua ở đâu? TikTok shop. Có rất nhiều hình. Rất nhiều hình. Hôm qua con cậu bắn chưa? Bán gì? Bắn. À, có 90.000 là hai là 100.000. Con có tiền bấu nhiều. Hả? Con có tiền bấu nhiều rồi. Shopping à? Không, mọi người mua. À, 90.000. 90.000. Ôi trời ơi, nhiều thế. Gì để cho? Xuống ăn cơm mẹ nhé. Vợ ăn rồi. Ăn kỳ lắm. Anh chắc chưa ăn à? Chưa. Mẹ chưa. Sao không tắt cái kia đi? Tắt cái này đi. Ôi cho đỡ vướng này. Đi được này. Tắt đi. Còn có. Ô. Ô. Gì để trống? Được rồi. Tắt ra cái này đi. Trong boxing game nhá. Mấy giờ? Bây giờ. Hết mấy giờ? Mẹ có ăn cơm chưa? Chưa, vợ ăn cơm em. Có, mua gì nữa cháu? Có thịt bò chưa? Không, con ăn gì? Con ăn gì? Ăn spaghetti, đúng không? Không. Là cái gì? Mì tôm Indo. Xào trứng, xem mẹ làm. Mẹ làm, đấy, mẹ làm, đúng không? Nhưng mà 7 giờ đói không? Một chút. Ăn mấy giờ? Mẹ làm. Ê, ăn mấy giờ? À, offline. Ok. Mẹ offline làm nhá. Ok. Ăn nhôm. 30 phút nhá. Dạ. 30 phút nhá. Không, mẹ left. Mẹ à, có. Mẹ có left rồi, có. Offline. Ok con. Ok, mẹ mua chút tí nước mẹ. Nghe này cái machine này. Em lại giả lũ ấy nghe này cái kia bởi. Sợi, bút xa hoa để lập lành. Thế xin năng, tại sao con thích mì Indonesia? Nè. Tại sao con thích mì trắng Indonesia? Mềm. Mềm. Ngon. Ngon. Cay. Không có cay mà, mẹ không cho cậu cay. Có một chút. Một chút cay con thích. Cay. Gì như nhỉ? Nước này. Xem water. Ngon. Ngon. Có nước ngon. Mì goreng Indo. Mì xanh là mì luộc. Luộc. Mì luộc chân đúng không? Không trứng. Có trứng. Không trứng. Một mình ngày mai con đi học không? Không. Một ngày không học à? Ừ, một ngày không học. Giờ ra yon mì sao? Không. Mì luộc. Mì gì? Con girl boy. Con là gơn. Gơn à?